Rồi, đi ăn nha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một cuộc bạn một quán nhậu rất là ngon. Quán nhậu nằm ven sông Sài Gòn. Để tao giới thiệu cho. Đây, đây là Quỷ Cúc Tử của Vinh.vn. Anh đã sẽ giới thiệu cho quý vị biết. Đây. Là trường mép đi anh. À, xin chào độc giả Vinh.vn, tôi phóng viên Hải An. Hiện nay thì tôi đang có mặt ở tại quán Nam Cu. Hiện nay tôi đang có mặt tại quán Nam Cu bờ sông. Và đây là một trong những quán có khung cảnh rất là đẹp. Và điều đặc biệt mà tại đây có được rằng là bạn có thể ngồi trên những chiếc thuyền bồng bềnh trên sông nước đất phương Nam. Bạn có thể ngồi trên những kia. Đây đây đây, tôi sẽ quay với bạn đây. Và tôi thích tiếp quay lại trên thuyền trường La Mốt. Và các bạn thấy không, tức là các bạn đang ở trong một không gian của đất phương Nam, nhưng mà chúng ta đã chia sẻ được, đón nhận được những hình ảnh của một tòa thành rất là đẹp đẽ. Không, không, xuống các ngoài chị Mỹ Khương là tháp Bitesco và kia là tòa tháp 81 tầng sẽ hoàn thành trong tương lai. Hãy đến ngay Nam Cô để thưởng thức phim trường La Mốt, là họ chỉ cho đây. Bên cạnh phim trường La Mốt. Đây là Quỷ Cúc Tử đã chia sẻ. Còn cái lượt Trương Khởi nào đó. Trương Khởi. MC của Dinh có chia sẻ gì không? Rồi vô. Mình ít khi nào chụp ảnh lắm, nhưng mà mình ra đây mình chụp ảnh toàn siêu phẩm. Các bạn coi khung cảnh đây rất không, là đẹp. Bây giờ làm MC đi, cái đã hướng dẫn cho người ta ra đi đã. Rồi, để đi được tới đây thì bọn phải băng qua những cái tuyến đường rồi, như thế nào. Cái giọng MC coi. À, thưa quý vị, để đi được tới quán Nam Cu Farm này thì chúng ta phải vượt qua một lộ trình rất là dài và mệt nhọc. Tuy nhiên mà khi đến tới đây rồi thì cảm giác rất là phê. Món ăn ăn rất là ngon. Đây là món mực chấm với mỗi bữa nay màu nhậu ở đây nữa. Mùi ớt xanh này giả bằng lá chanh này quý vị. Đúng rồi, nó cực kỳ ngon luôn á. Ngồi trước đó chứ phải tay. Siêu ngon luôn. Ăn đi rồi cho cảm nhận, ngon. Thế quá, quá ngon luôn. Lần đầu tiên anh nhậu ở quán nhậu như thế này thì anh mực thấy Phú Quý đây. Mà ăn với lại lá chanh của Cần Thơ. Mà ngồi ở Sài Gòn nó là quá ngon. Nó chấm gì vậy nè? Là giả với lá chanh, rất là tuyệt vời. Ngon quá không? Ngon quá. Ăn đi, ăn quý vị đừng coi, mình ăn đi. Mình ăn nhớ ngon nha. Ăn đi đừng coi kỹ. Nhìn anh ăn mà phát thèm luôn á trời. Ngon quá. Còn đây là rau lan. Rau lan này á là được tưới bằng nước mùa mưa năm trước. Rất là ngon. Đây là rau lan luộc, rau lan được trồng tại quán luôn. Rất là luộc rất là xanh. Này mà chấm với mắm nêm ăn là đúng bài luôn. Mắm nêm với mắm gì cha? Mắm nêm. Gọi là mắm cá. Ngoài quán Nghĩa là gọi là mắm cớ á. Mắm cớ. Vô tới Sài Gòn gọi là mắm nêm. Nha. Nhá một đợt đi em. Đi ra phố không khí đông đúc đấy. Nhá một đợt đi. Bây giờ anh em mà nhậu ở đấy. Giờ này mới đi cập nhật ai coi. Cùng giờ này em cập nhật. Rồi đây là món tiếp theo lắm rồi, sẽ là món gỏi xoài. Cá. Cái này là cá gì ta? Cá cơm hả ta? Gỏi xoài cá cơm. Nhìn rất ngon. Đây là bò hun khói à? Bò không khó chấm với tương ớt. Đem đổ cái nước rồi đi uống bia nha. Quá mềm, ngon. Ngon quá. Đây là lần đầu tiên mà tôi có một cái cảm giác rất là phê mà không thể nói thành lời. Thì nói là bao nhiêu cô gái làm mày phục vụ mày trước đây là thành công cốc ấy à? Dạ. Mày như vậy này bạc bẽ với các cô gái quá đó. Đậu phộng này là sản xuất ở Cambodia. Mang từ Cambodia về đây. Mấy anh này rất là vui tính, này là hay nói xàm xàm lắm. Ủa? Những món nhậu ở đây thì rất là ngon. Thanh niên kia đang chụp những tấm hình sống ảo. À, phía xa xa kia là một chiếc container đang chạy. Đang chạy. Video gì để trời. Đừng đây mà nhậu thì đúng bài luôn á sếp. Không coi đâu, em không được đăng video, em không làm từ sáng giờ. Đây rất là thơ mộng, ảo diệu. Xung quanh bàn chúng tôi là có rất là nhiều vị khách ở Sài Gòn xuống. Đây là một thanh niên đến khá muộn. Thanh niên này mới mua ổ mới nè. Hẹn 8.000 năm bây giờ mới tới. Xin chào tất cả các bạn. Phải làm một lon bia trước. Đây là sông Đồng Nai.
Anh có chia sẻ gì cái cảm xúc mà tìm đường thế nào? À, tôi rất bất ngờ khi mà được tôi có thể tìm ra đường. Tôi tưởng là tôi là không tới được đây luôn. Nhưng mà không ngờ là mình cũng hay à, mình nhờ cái cơ duyên. Duyên mai mình rồi, tìm được. Khi tới đây thì anh thấy quang cảnh đây như thế nào? À, đây thì cũng khá là bình yên. Quang cảnh có sông nước miền Tây thì thấy nó cũng bình thường anh. Là một sống. Là một phong nguyên ảnh thì anh nghĩ anh nơi đây có đủ tạo cảm xúc cho anh để sáng tác những tác phẩm mới không? Thì nhìn chung là có thể là sông nước hữu tình thì có thể tạo ra những cái tác phẩm, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cảm xúc của mình, cái thể hiện của mình. Giờ anh có cảm xúc không? Chưa. Bình thường anh hay ra bờ sông đọc thơ lắm, mà hôm nay khi nhậu vô thì anh có khả năng đó không? Chuyện đó bình thường. Em ơi, lát các bác uống bia với lại chén ăn cơm. Anh em ngồi nhậu nhé. Đây là món gà hầm sả. Một trong ba món gà, ba món. Gà đây là nuôi tại vườn luôn quý vị. Thì không? Nuôi tại vườn hả? Nuôi tại vườn luôn, thịt luôn á. Vô nhìn mấy xả. Cái tâm đó tưởng nó là sả là đây là nuôi tại vườn luôn, heo là đây nuôi tại vườn hết á. Đây luôn là nhà thanh niên thử món ăn. Luôn luôn thử cái món ăn. Thử cái. Ngon quá. Thanh niên kia đang dựng phim phải nhắn mọi người ăn từ từ vì món ăn quá ngon. Một mình trôi. Đây Nam Cu có trả tiền mà sao mày quảng cáo dữ vậy? Hôm đây là quảng cáo cho các quý vị biết ở đây có đồ ăn rất là ngon. Sông nước rất hữu tình. Lục bình trôi rất là thơ mộng. Đây đây thanh niên ngồi đọc thơ. Cảm ơn em. Phải thơ đó. Thương ta hát mà lục thơ. Bình trôi. Xa xa là một chiếc tàu, chiếc xà lan. Hai chiếc luôn. Một chiếc thuyền, một chiếc xà lan đang chạy. Phía xa xa đó là tòa nhà Bitexco và tòa nhà cao nhất thành phố đang xây dựng. Bên cạnh kia là phim trường. Phim trường kia là tên gì ta? Phim trường Khúc Biệt Ly. Phim trường như Lâm Minh à. Đấy. Nhiều người đến đây để chụp hình cáo. Nói chung là ở đây rất là đẹp á. Nè mày quay cái đúng đấy. Tôi sẽ đi qua bên kia tôi quay cho quý vị thấy. Tôi ra tới phim trường rồi đây. Đấy, nhiều người tới đây chụp hình cưới nè. Đây là rất là đẹp. Quán này là nuôi cá, nuôi gà và nuôi heo. Nuôi chim. Rất là nhiều thứ để đãi với thực khách. Tất cả ở đây là đồ nuôi nên là rất là an toàn và ngon. Thịt rất là dai. Đây, cặp cô dâu chú rể. Để tìm được đường đến đây cũng hơi bị khó đó. Nên là ở đây rất là thơ mộng. Đấy, anh kia anh đang chú rể đang cầm bó hoa và cô dâu rất là xinh. Cái khu này nằm sau Ủy ban nhân dân quận 2 nha quý vị. Đây sát bờ sông nên là cá rất là nhiều. Này, đây là cận cảnh của con cá thùng luồn đây. Thùng luồn rất là to này. Đấy. Rất là dạng người nè. Ấy, ấy nhảy kìa. Hai ba con luôn. Rất là nhiều. Ấy. Bèo, đây là những con thuyền. Thuyền gỗ. Rất là đẹp. Ở đây không có gì chê được, món ăn thì rất là ngon, quý vị cũng thấy.
tôi sẽ đi vào lại trong quán ăn. Không được. Không đâu, không phải đâu. Ông xài được app. Mi ngồi một chỗ. Món cây không, cây cây miếng ngon. Ông đồ ăn. Đúng rồi đây em, cái miệng lưỡi. Đây là cháo gà. Cái miệng ông cũng ngu nữa. Gà lá giang. Canh gà lá giang. Món cây. Ở đây là gà xe. Em chưa ra con đảo lần nào đúng không? Em ơi cho gọi gà. Đó anh cũng không tách em được. Nhìn rất là ngon. Nó con đảo đùm, em nghe cái đảo nhưng mà nó không phải cái đảo như em nghĩ. Em xin phép chụp tấm hình nha, mốt em mốt chú xong. Chụp tấm hình mặt kia. Chụp tấm hình mà cũng xin phép nữa. Nó được, nó sống nó biết lễ gì á. Đây, đây 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 đây, quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Qua này nước ấy sống mỗi lần sống vô là nó chập chờn vậy đây. Đấy. Rất là kinh hoàng. Nhưng mà ngồi đây rất là phê. Lên đây. Em có nhặt sàn đó, đi chơi không? Đó, đó, đó. Nhân viên cũng rất là đẹp trai. Tàu ra. Tàu rồi. Wow. Wow, có một con tàu rất là to, chuẩn bị ngang qua. Tàu này tàu đi đâu đây? Tàu đi lên chứ ngồi này. Ê, sao nó không vô được ta? Được chứ. Cản đi, cản. Công viên Hải An đang chuẩn bị chụp hình. Tàu vừa đi qua tòa nhà đang xây dựng cao nhất thành phố. Ủa, tàu này bự dữ ta. Tàu này tàu du lịch. Ô, không ngờ này vô sâu dữ rồi ha. Đây cản nước lái, vô cản nước lái. Con tàu rất là đẹp. Đẹp quá. Đây là cơ hội cho những phóng viên ảnh chụp hình sóng ảo. Cái tàu vô sông nhìn nó hơi lạ, cái tàu mình nó nhỏ. Mình nhìn đây tổng tiên. Mình nhìn thấy mặt mới lại. Đó, cái mặt mới ngu ngu. Nước nào mà cờ đó nước. Ê, chuẩn bị tàu đang đi qua tòa nhà cao nhất thành phố. Azamara. Bitexco. Nó sắp cao nhất ba. Nó sắp bị phế bởi cái tòa nhà đang xây dựng ở Vinhome. Tàu quá to. Tàu bình thường. Bình thường hả? So, cái tàu hồi anh đi screw là không, thì không nó so với cái ghe trong kia là nó quá to. Đi khôn lắm, đi khôn. Thì so sánh thông minh lắm. Nói đúng gì nữa. Cũng là hai người lái tàu nhưng mà một người lại của cái người lái tàu. Vô này, bắt đầu này, bắt đầu này. Chuẩn bị sóng nó vô nè. Vô mình lên luôn nè. Chuẩn bị sóng nó quýnh nè. Không, hôm nay nó chạy nhẹ. Coi sóng nó quýnh lật cái ghe đi. Chạy nhẹ, chạy nhẹ, chạy nhẹ. Nhẹ nó cũng có sóng kìa. Nó lướt nó có sóng gì đâu. Đùng mày sóng ngầm mà dưới ông à. Ông trời đùng mà đúng. Vô vô chắc chắn sóng vô. Chuẩn bị sóng. Trời ông sóng nước mà ông biết chỉ được con tàu. Chuẩn bị sóng vô này đó, đó đó. Con tàu đây là 15.000 tấn. Sống đâu, đánh đâu, không có đánh vô đâu. Vô, vô, từ, vô. Từ từ mới để mới coi. Nó đâu phải những chiếc tàu buôn nhỏ nhỏ nhỏ. Đúng rồi, em đồng ý với ý kiến Tùng. I like me better when I'm with you.